Ngày hôm nay chúng ta sẽ học một cái bài học, đó là tại sao bệnh huyết áp cao, đúng không ạ? Càng sử dụng thuốc thì lại càng khó cải thiện. Đó, và huyết áp cao thì sẽ cần phải làm thế nào để chúng ta đảm bảo được là có một cái sức khỏe tốt, và người cũng sẽ chia sẻ thêm, bởi vì khi chúng ta học ấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là có những cái góc nhìn, mỗi một cái người viết sách người ta cũng sẽ có một góc nhìn, bởi vì chính họ làm bác sĩ cũng giống bác sĩ thôi, đúng không? Vậy thì chúng ta xem góc nhìn của giáo sư tiến sĩ Vương Đào ngày hôm nay thì sẽ có cái gì thú vị trong cái vấn đề về bệnh huyết áp cao cả nhà nhé. Để cho phải show sách cho cả nhà nhỉ. Để mình mở sách nhé. Nếu mọi người có sách giấy thì mọi người có thể mở cái trang số 62. Một trang này à. Như cho em xin cái quyền đồng chủ trì đấy ạ. Rồi, ok, đây là bệnh huyết áp cao. Phần cuối mọi người nhé. Một sát thủ thầm lặng trong hệ tuần hoàn, đó chính là huyết áp cao. Bệnh huyết áp cao được chia làm hai loại, nguyên phát và thứ phát. Cao huyết áp nguyên phát là đơn thuần do huyết áp lên cao, không có liên quan gì đến các bệnh lý khác. Còn cao huyết áp thứ phát thì có liên quan đến các bệnh lý, ví dụ như là bệnh lý về thận hay tiểu đường hay là cường giáp, vân vân, dẫn đến huyết áp cao. Thế nên là ở đây chúng ta chỉ thảo luận về nguyên phát thôi. Còn nếu mà là thứ phát thì chúng ta sẽ điều trị từ bệnh lý điều trị đi mọi người nhé. Đó, nên là không phải là ai là bệnh lý cao huyết áp thì cũng là dạng cũng đều là nguyên phát đâu, cũng đều là tự dưng đâu, mà họ là từ bệnh lý. Thế nên khi mà chúng ta hỏi thăm về tình trạng sức khỏe đấy thì chúng ta không chỉ hỏi huyết áp cao không, mà chúng ta còn hỏi là có bệnh lý gì đi kèm nữa không, đúng không ạ? Chứ nhiều người chỉ trình bày là gì ạ, cô bị cao huyết áp thôi, chứ không nói là cô có bệnh lý về thận hay là bệnh lý về tiểu đường hay như thế nào đó, đúng không ạ? Nên là chúng ta ghi nhớ, và trong cái bài học ngày hôm nay thì giáo sư chỉ chia sẻ cho chúng ta về gì ạ? Huyết áp mà do nguyên phát đấy. Thế nên là cho dù y học có nói cao huyết áp có thể do di truyền, ăn mặn, áp lực tinh thần, nhưng cho dù thế nào đi nữa thì cao huyết áp là đều do mạch máu đàn hồi kém, tức là lúc cần co thì không co, mà lúc cần giãn thì lại không giãn kịp, đó kiểu như vậy, tức là hoạt động kém linh hoạt, đúng không ạ? Mạch máu hoạt động kém linh hoạt. Trong y học gọi hiện tượng này là giảm sút đàn hồi của mạch máu. Có nghĩa là cùng với lưu lượng máu nhiều hay ít thì mạch máu nó sẽ tự điều chỉnh cái đường kính của nó co hoặc là giãn rộng hơn. Ủa, Đó. chị chỉ được hay vậy không? Chùm cái đổ mà lại bỏ, mà bỏ nữa mà. Mọi người tắt âm giúp người về nhé. Em bật lại nhé. Em bật âm lại của em. Rồi, thì tức là cùng với cái lưu lượng máu nhiều hay ít, tức là do chúng qua quá trình mà chúng ta hoạt động ấy, đúng không? Nếu mà lúc chúng ta tĩnh thì do rõ ràng là cái lưu lượng máu nó thấp, còn nếu chúng ta mà hoạt động nhiều hay là chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều, tập trung thì cái lưu lượng máu nó cao lên. Chính vì vậy nên là cái mạch máu nó sẽ co giãn tự điều chỉnh. Do vậy là huyết áp sẽ được ổn định. Đó. Lấy ví dụ ở đây có một cái ví dụ rất là thú vị, giống như một cái cánh cửa. Nếu một người đi qua thì cửa đủ rộng không áp lực gì, nhưng nếu 10 người cùng một lúc qua cánh cửa đó thì khung cửa sẽ chịu áp lực, thậm chí là còn bị đổ vỡ. Nhưng nếu cái cánh cửa đó mà có cái độ đàn hồi giống như là cái dây cao su đấy, đúng không ạ? Kiểu như vậy thì khung cửa sẽ không phải chịu áp lực gì nữa. Đó, tức là nếu như nó có cái khả năng đàn hồi thì 10 người đi qua nó sẽ tự giãn ra và không có phải chịu áp lực gì. Đó, và nếu như mạch máu của mình giảm sút cái khả năng đàn hồi này thì huyết áp sẽ tăng lên. Thế thì hiểu đơn giản như thế thôi. Đúng không ạ? Rất là đơn giản. Nguyên lý hỏi bệnh huyết áp cao là gì? À thì mô tả về cái cánh cửa, đúng không ạ? Mô tả về cái cánh cửa cho cô dì chú bác biết. Thế là dễ hình dung. Vì thế nguyên nhân sâu xa của bệnh cao huyết áp là do đàn hồi mạch máu kém. Lứa tuổi phát bệnh của hầu hết các bệnh nhân cao huyết áp, mọi người nhớ là nguyên phát nhé. Nguyên phát, còn thứ phát thì rất có thể là trẻ tuổi thì cũng có thể bị phát. Nhưng mà ở đây là nguyên phát. Thế nên là những cái trường hợp đa phần cao huyết áp là xảy ra ở người lớn tuổi. Đó, thường là trung niên, cao tuổi, và rất ít khi xảy ra ở người trẻ, bởi vì ở lứa tuổi thanh niên ấy
thì cái độ đàn hồi của cái mạch máu nó rất là tốt, đúng không ạ? Co giãn rất là linh hoạt, nhưng ở người lớn tuổi thì nó kém linh hoạt hơn, nó bị lão hóa, dẫn đến là cái độ đàn hồi bị giảm sút. Do vậy mà phương pháp điều trị bệnh cao huyết áp đúng đắn nhất là cải thiện độ đàn hồi của mạch máu để giúp cho mạch máu nó trở về cái trạng thái bình thường, chứ không phải giống như y học hiện nay thì đang áp dụng, đúng không ạ? Thế thì y học hiện nay đang áp dụng như thế nào? Tức là Tây y, chủ yếu họ nói đến Tây y thôi. Đó, thì hiện nay thì ở bệnh viện ấy, cao huyết áp là người ta sử dụng thuốc hạ áp, đúng không ạ? Thuốc hạ huyết áp làm cho giãn mạch máu ra. Và rất rõ ràng là vòng tròn nhỏ là chu vi mạch máu lúc bình thường. Ông miêu tả rất chi tiết. Đây là lúc chu vi mạch máu lúc bình thường. Và đây là chu vi mạch máu sau khi uống thuốc huyết áp. Thế thì cái việc mà một người uống thuốc huyết áp nó cũng giống như gì ạ? Chúng ta hình dung là chu vi mạch máu khi bình thường nó giống như một người đi lại khoan thai, đúng không ạ? Đi lại một cách bình tĩnh, nhẹ nhàng, không có gì vất vả cả. Đó. Còn đây ạ, chu vi mạch máu to là khi nào? Giống như việc là chúng ta đi nhưng chúng ta rất vất vả, tay nó bị cầm hai quả tạ, đúng không ạ? Hoặc là phải dơ cao lên để đi, kiểu như vậy. Thế nên là rõ ràng như vậy thì không đi được lâu, đi được một lúc là mỏi. Và mỏi rồi thì chúng ta muốn gì ạ? Muốn trở về trạng thái bình thường, hoặc là thậm chí là co lại, đúng không ạ? Thậm chí là co lại. Thế ở đây người ta miêu tả này là giống như chu vi mạch máu lúc bình thường thì giống như việc chúng ta đi bộ khoan thai nhẹ nhàng. Nhưng nếu bạn dơ hai tay lên và đi bộ thì chỉ một lát thôi bạn đã mệt và tự bạn sẽ hạ tay xuống cho đỡ mỏi. Cũng nguyên lý như vậy, dưới tác dụng của thuốc hạ áp, mạch máu sẽ bị giãn ra một cách bị động, lâu dần mạch máu sẽ yếu đi và dần trở về trạng thái ban đầu. Trạng thái ban đầu là trạng thái cái lúc mà bị cao huyết áp, tức là cái lúc mà mạch máu nó co, nó bị lão hóa, chứ không phải mạch mà trạng thái ban đầu là trạng thái bình thường đâu mọi người nhé. Nó mà trở về được trạng thái bình thường thì lại ngon lành cành đào quá, đúng không? Đấy, nó là trở về cái trạng thái là cái lúc mà nó bệnh ấy, trở về cái trạng thái bệnh, đúng hơn là như thế. Nên nhiều người sẽ bảo trạng thái bình thường thì lại ngon quá, được trở về như cơ thể của mình lúc chưa bị yếm sao, đúng không ạ? Nhưng nó trở về cái trạng thái mà lúc bị lão hóa, trạng thái co về cái lúc bệnh ấy. Cũng tương tự nguyên lý đó thì tác dụng của thuốc hạ huyết áp sẽ làm giãn ra một cách bị động, tức là giãn mạch máu ra một cách bị động. Và lâu dần thì mạch máu sẽ yếu đi và rồi muốn trở về trạng thái ban đầu. Như vậy huyết áp lên cao. Đó, như vậy là huyết áp lại bị lên cao, tức là trở về cái trạng thái lúc huyết áp lên cao đấy. Vì thế để mạch máu ngoan ngoãn nghe lời thì người ta lại gì ạ? Thêm thuốc. Người ta lại thêm thuốc, không có giải pháp nào khác, đúng không ạ? Tây y là thế, lại thêm thuốc. Chính vì vậy nên là những người bị bệnh cao huyết áp cứ ngày một uống thuốc dày dặn lên. Và dày đến mức là không thể uống được nữa thì sao ạ? Thì cái kết quả thì nó đến thì chúng ta cũng biết rồi, đúng không ạ? Đó. Hoặc là uống nhiều đến mức là nó cứ bị kéo giãn ra liên tục và rồi nó bị gì ạ? Bị xuất huyết. Bị hỏng cái mạch đó. Bị hỏng mạch. Đó, ở trong này ông cũng nói này, lúc đầu chỉ nửa viên, sau lên cả viên rồi, chưa ổn lại tăng viên và chưa ổn nữa thì đổi liều cao hơn, thậm chí kết hợp nhiều loại thuốc hạ huyết áp khác nhau. Mục đích của việc uống thuốc rất đơn giản, chỉ đơn giản là duy trì độ giãn cần thiết để máu lưu thông. Lúc này mạch máu trở nên yếu hơn, mệt hơn, thời gian kéo dài. Thời gian kéo dài thì sẽ khiến một số thành phần trên mạch máu thay đổi hoặc mất đi. Nếu như con người làm việc quá sức và gây tử vong thì người ta gọi là tử vong do làm việc quá sức. Còn thành phần nào đó trên cơ thể mà làm việc quá sức và chết đi thì người ta gọi là tế bào bị teo, hiện tượng teo tế bào. Đó là do thiếu dinh dưỡng. Đấy, rõ ràng là uống thuốc giãn ra và rồi teo chết đi thì lại gọi là gì ạ? Thiếu dinh dưỡng. Thế nếu mà biết là thiếu dinh dưỡng từ đầu thì giải pháp là gì là tốt nhất ạ? Giải pháp là bổ sung dinh dưỡng ngay từ đầu, đắp dinh dưỡng vào ngay từ đầu là tốt nhất, đúng không ạ? Bởi vì trước sau gì thì cũng gì ạ? Chết do teo, mà chết do teo là do thiếu dinh dưỡng, bị kết luận là như vậy. Vậy thì chúng ta phải biết thông minh hơn là chúng ta làm ngay từ đầu, đúng không ạ? Đó. Dưới tác dụng của thuốc hạ huyết áp thì mạch máu bị căng trong thời gian dài sẽ khiến thành phần trên thành mạch, đặc biệt là cơ trơn bị teo lại và biến tính thành mạch, khiến khả năng co giãn giảm sút. Mạch máu thì ngày càng mỏng, dễ vỡ và gây gì? Xuất huyết. Đó, rất là chi tiết, đúng không ạ? Do đó, uống thuốc huyết áp, tức là uống thuốc hạ huyết áp ấy, không giải quyết được vấn đề bệnh lý, mặc dù người bệnh vẫn chăm chỉ uống thuốc hàng ngày để duy trì huyết áp ổn định, nhưng do thành mạch ngày một yếu đi, cuối cùng người bệnh vẫn ra đi vì bệnh huyết áp cao. Bạn có thể đến ngoại khoa chuyên khoa thần kinh trong bệnh viện sẽ rõ, rất nhiều bệnh nhân dùng thuốc điều trị huyết áp nhưng vẫn bị xuất huyết não, nguyên nhân chính là tính đàn hồi của mạch máu giảm sút. Chắc chắn rồi mọi người ạ. Khả năng là phải đến
70-80% những người cao huyết áp mà nếu như cứ sử dụng thuốc thì cuối cùng cũng vẫn chết vì sốt huyết. Đó, vì sốt huyết não. Đó, vì lên những cái cơn huyết áp cao mà không có kiểm soát được. Đó nhá, và còn chưa hết, nếu như chỉ đơn giản như vậy thôi thì vẫn có thể chấp nhận được. Đúng không ạ? Vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng cái điều quan trọng đó là gì ạ? Trong cái việc là người ta sử dụng thuốc quá lâu, người ta sẽ dẫn đến những cái bệnh lý đi kèm. Ví dụ như bệnh dạ dày, bệnh về đường ruột, bệnh về gan, bệnh về thận. Nó rất là nhiều bệnh lý mọi người nhé. Nó cứ chồng chéo lên nhau. Bởi vì khi mà sử dụng quá nhiều thuốc thì gan phải chịu một cái áp tải rất là lớn trong cái việc bài thải độc tố. Vậy thì đã già rồi, đúng không ạ? Ăn uống đã kém rồi. Thậm chí lại còn ngày nay ăn uống thì dinh dưỡng thì ít mà độc tố thì nhiều, dẫn đến cái lá gan nó bị suy tổn. Mà hôm trước chúng ta có học là những chuyển hóa trong lá gan là chuyển hóa về đường, chuyển hóa về chất béo, chuyển hóa về protein. Vậy thì những cái chuyển hóa đó nó dẫn đến những cái bệnh lý gì? Thì ngày hôm trước chúng ta cũng học rồi, nó cứ như là một cái vòng luẩn quẩn vậy. Đúng không ạ? Cứ như một cái vòng luẩn quẩn. Lẽ ra tôi chữa bệnh thì tôi phải được khỏi, nhưng ngày một tôi cõng thêm nhiều bệnh hơn bởi vì những cái độc tố trong thuốc. Đó, cái này thì chúng ta cũng không mang tính là bài xích gì cả, chỉ nói hiểu một cách đơn giản đó là thuốc Tây thì nó có thể điều trị được cái phần ngọn, điều trị cấp tính. Những cái cơn huyết áp nó lên cao quá rồi, lúc đấy thì uống cái gì mà cho nó giảm được, thì buộc là phải uống thuốc hạ huyết, đúng không ạ? Thuốc hạ huyết áp thôi. Nên là chúng ta nhớ ngay cả trong cái quá trình mà chúng ta điều trị bằng y học dinh dưỡng, trong nhà chúng ta cũng phải có thuốc huyết áp, bởi vì phòng tránh những cái cơn cấp mọi người. Đó, phòng tránh cơn cấp nhé. Những người mà đang uống 2-3 viên một ngày rồi, thuốc chồng thuốc chéo lên nhau, tức là uống rất nhiều loại thuốc, loại nặng rồi, mà khi chúng ta sử dụng y học dinh dưỡng, chúng ta bỏ phát một cái hết cái chỗ đó đi, bỏ phát đi là rất là nguy hiểm mọi người nhé. Đấy, nên trong nhà mình những cái người cao huyết áp là luôn phải có cái dự phòng, đúng không ạ? Luôn phải có cái dự phòng. Cũng giống như là nhà mình bây giờ, trong nhà nào chả có chút thuốc giảm đau mới hạ sốt, đúng không ạ? Đấy, hay là có nhà thì còn chuẩn bị cả những cái thuốc nhỏ chống nhiễm trùng nữa đấy. Đó là cái trường hợp cấp thôi, mà chúng ta không sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên là trong cái giai đoạn đầu là chúng ta cần phải sử dụng nhé. Ok, tiếp theo này. Y học dinh dưỡng thì có thể điều trị bệnh cao huyết áp một cách đơn giản, bởi vì nguyên nhân gốc dễ gây ra bệnh cao huyết áp là tính đàn hồi của thành mạch giảm sút. Vậy nên chỉ cần cải thiện cái tính đàn hồi đấy là xong. Đàn hồi của thành mạch kém nguyên nhân là do kết cấu thành mạch bị tổn thương, hoặc thành phần tổ chức nên thành mạch thì bị gặp vấn đề. Vì vậy, cải thiện từ dinh dưỡng cung cấp cho thành mạch là được. Và khi thành mạch nhận đầy đủ dinh dưỡng, đặc biệt là những dưỡng chất có thể cấu tạo nên thành mạch như protein. Trời ơi, protein. Chưa một cái bệnh lý nào mà lại thoát khỏi cái anh protein này, đúng không ạ? Buộc lòng là phải cung cấp đầy đủ protein, 60% lượng khô tế bào đến protein. Vì thế nên là rất cần protein. Nên là chúng ta mới cần phải sử dụng gì ạ? Wellness, National Basic Wellness bột. Hai nữa là cái bột mil. Đó. Mà thực ra bữa sáng nên thay thế bằng bột mil mọi người ạ. Nếu như những gia đình kể cả không bệnh tật gì cũng nên thay thế, bởi vì nó quá đầy đủ dinh dưỡng. Đó. Tiếp theo là nhóm vitamin nhóm B, vitamin nhóm C, canxi và magie. Lúc này thì nó sẽ tự dựa vào cơ chế tự phục hồi cơ thể. Chúng ta đọc những chương trước chúng ta biết đúng không ạ? Cơ thể có cơ chế tự phục hồi rất là vi diệu. Đó, tự phục hồi. Và khi kết cấu tốt lên, phục hồi được tính đàn hồi và co giãn, lúc đó thì huyết áp cao tự khắc trị khỏi. Dùng dinh dưỡng để trị huyết áp cao, người bệnh phải mất một khoảng thời gian. Đấy, ông ấy lại còn cẩn thận, nói rất rõ với chúng ta là điều trị cái bệnh này phải mất một thời gian. Có người chỉ cần 2 tuần là khỏi, có người phải đến nửa năm, có người 1 năm và thậm chí có người vài năm. Thì chúng ta thấy không ạ? Nên là không có cái trường hợp nào được gọi là bao nhiêu lâu thì khỏi. Cứ cung cấp gì ạ? Đúng đủ đều cho nó. Thì tự cơ thể nó sẽ gì ạ? Phục hồi, tự cơ thể nó sẽ quyết định. Chứ chúng ta rất khó để quyết định được. Bởi tại sao? Điều này phụ thuộc vào mức độ tổn thương của thành mạch nặng hay nhẹ. Nếu nặng thì thời gian phục hồi cần lâu hơn, nếu nhẹ thì ngắn hơn. Hệ thống mạch máu trên cơ thể thì vô cùng lớn, khi bị tổn thương nặng cần phải một lượng dinh dưỡng rất lớn mới có thể phục hồi được. Do vậy, thời gian phải lâu hơn là điều rất dễ hiểu. Và khi dùng dinh dưỡng để trị huyết áp cao, mặc dù trong thời gian đầu chưa có biểu hiện rõ rệt, hoặc là cái việc cải thiện nó chưa có lớn, thế nhưng mà nó có một ý nghĩa rất là lớn với cơ thể. Bởi vì cùng với việc sử dụng dinh dưỡng đều đặn, thành mạch của bạn đã được củng cố, thế nên không dễ bị tai biến mạch máu não. Tức là gì ạ? Dù là vẫn là huyết áp cao, dù vẫn có cái biểu hiện của huyết áp lên, thế nhưng chúng ta lại may mắn đó là gì ạ? Giảm thiểu được cái tình trạng tai biến mạch máu não. Đó.
và có thể ngăn chặn, cải thiện được những biến chứng nguy hiểm của huyết áp cao như các bệnh lý về thận. Chỉ cần bạn kiên trì sử dụng dinh dưỡng đều đặn, nhất định sẽ có ngày huyết áp của bạn là sẽ được gì ạ? Chữa khỏi. Đấy nhá, chúng ta phải ghi cái câu này vào, ghi cái câu này vào để gì ạ? Để rồi chúng ta sẽ không có những cái câu hỏi kiểu như bao lâu và bao lâu, đúng không? Không có một cái khuôn mẫu nào có người chỉ 2 tuần, nhưng có người phải đến vài tháng và có người đến tính hàng năm. Vậy chúng ta biết là cái mạch máu ở trên cơ thể mình nó rất dài, rất nhiều, rất các nhánh, đúng không ạ? Vậy thì sửa chữa nhiều như vậy, đến đi khám bác sĩ cũng không thể khám được ra là chính xác nó là đoạn thứ bao nhiêu, mét thứ bao nhiêu, đúng không ạ? Tổn thương khoảng cỡ bao nhiêu, cái này chỉ có cơ thể mình nó biết thôi, tự nó sẽ điều chỉnh. Đó, nên là chúng ta phải chú ý cái phần này là cứ uống đều đặn, nếu như nó chưa cải thiện thì chí ít là nó cũng giảm đi cái tình trạng là bị tai biến, đúng không ạ? Đó, chúng ta hiểu đơn thuần nó là như vậy thôi. Vậy thì tổng kết cái chương này một chút, hiểu đơn giản cao huyết áp ở đây thì là nguyên phát, chúng ta xét về nguyên phát chỉ đơn giản là do mạch máu nó kém cái độ đàn hồi thôi. Và vậy thì để mà cải thiện được cái bệnh cao huyết áp thì Tây y thì thế nào ạ? Người ta cho uống thuốc hạ huyết áp, và rồi càng uống thì càng cần phải uống nhiều hơn, và rồi đến lúc không có cái gì để uống nữa đó, và còn xảy ra nhiều những cái biến chứng. Thế còn khi chúng ta sử dụng y học dinh dưỡng thì chúng ta chỉ cần cung cấp đầy đủ các thành phần dưỡng chất, trong đó người ta nhấn mạnh thôi, không có nghĩa là những chất khác không cần, mọi người nhá, người ta chỉ nhấn mạnh thôi, đó là gì ạ? Protein, vitamin nhóm B, đấy sơ sơ qua là vitamin C, canxi. Đó, canxi cũng rất cần nhá, rất nhiều người nghĩ là canxi chỉ cho gì cho xương nhưng không đúng, canxi còn cần cho cả gì ạ, thành mạch nữa, đúng không, cho cả thành mạch máu nữa, để chúng ta chú ý đó. Và nhìn sơ sơ thế này là người thấy là cái có một là combo 5 kết hợp canxi, và hai nữa là chúng ta có thể sử dụng cái combo 7. Đúng không ạ? Cũng khá là đầy đủ trong cái trường hợp này. Và nó sẽ tự phục hồi, để chúng ta hiểu đơn giản, và cái thời gian thì nó sẽ phụ thuộc vào cái việc tổn thương nặng hay tổn thương nhẹ của tế bào. Ok, đó là cái chia sẻ ngày hôm nay của Nguyệt. Và một cái nữa ở trong này không nhắc đến nhưng chúng ta sẽ được biết thêm, đó chính là cái sản phẩm chất xơ, mọi người ạ. Tại sao cái chất xơ lại rất quan trọng với những cái người mà bị bệnh lý về cao huyết áp? Chỉ hiểu đơn giản thôi, bệnh cao huyết áp thì như chúng ta thấy nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều, nó sẽ bị nặng hơn nếu như mà lại còn có mỡ máu, đúng không ạ? Và thường ấy là chúng ta thấy là cao huyết áp là do mỡ máu bám thành mạch đó, và đấy là những cái bệnh về cao huyết áp của thứ phát nhé, tức là nó do là mỡ bám thành mạch nên nó dẫn đến cao huyết áp. Thì cái đa phần cái đấy rất là nhiều, mọi người, cái đấy rất nhiều, trẻ cũng bị luôn. Thì cái việc chúng ta sử dụng chất xơ nó sẽ làm sạch cái đường ruột của mình, và đồng thời nó sẽ làm giảm cái mỡ máu, và như vậy là cái chứng cao huyết áp nó sẽ được kiểm soát. Rất nhiều người chỉ đơn thuần là sử dụng chất xơ thôi cũng đã cảm nhận thấy rồi, đúng không? Cũng đã cảm nhận thấy rồi. Và cái chất xơ nó còn làm sạch cái đường ruột, và như vậy giảm cái áp tải cho lá gan. Thì vừa rồi trước đó mình có phân tích là tại sao mà cái lá gan mà nó bị tổn thương nhiều thì dẫn đến là bệnh lý nó nhiều đấy, trong đó có cả cao huyết áp, nên là chúng ta cần sử dụng kèm cả cái chất xơ nữa. Đó, đều đặn mỗi ngày. Đó, và tốt nhất là vào buổi sáng, đúng không? Khi chúng ta dậy, chúng ta đọc sách, hãy pha ngay một cốc chất xơ. Đó, mọi người đã pha chất xơ chưa ạ? Các cô các chị anh em đã pha chất xơ chưa ạ? Mọi người đã pha chất xơ rồi đây này. Cứ nên là một cái cốc chất xơ, mùa lạnh thì hơi mẫm một chút, đúng không ạ? Đó. Thế thì bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần tiếp theo, đó là phần về câu chuyện, đúng không ạ? Vậy thì có cô có chị nào có câu chuyện của bản thân, người thân hay là của khách hàng mình có thể chia sẻ với nhau ạ? Chúng ta có thể bật mic chia sẻ với nhau nhé. Mời cả nhà chúng ta hãy đóng góp giống như là bác trồng ngô, đúng không ạ? Một câu chuyện ngắn ngắn thôi cũng có thể cứu giúp được rất là nhiều người đấy ạ. Vâng, chị Lê Thu đã uống. Nào mọi người mạnh dạn lên nào. Có ai không ạ? Người bên là có rất là nhiều câu chuyện, đúng không ạ? Ở trên nhóm cảm nhận Wellness, người thấy hàng nghìn câu chuyện đã cứu giúp được những người cao huyết áp và những người bệnh lý khác. Chúng ta có thể chia sẻ đây ạ. Còn chị Hà nữa ạ? Em thích phải nhìn. À, chị Ngọc Hà Yên Bái à? Chị Ngọc Hà Yên Bái có thể bật lên. Chị Hà cứ mạnh tay bật lên giúp em. Mạnh tay lên mọi người ạ. Bật lên giúp em. Có chị Ngọc Hà, chị Hà này, rồi chị Bích Huyên này. Thì chúng ta cứ bật tiếng lên nhá. Bà trợ kiểm tra giúp em xem là hay là khóa tiếng nhỉ bà trợ nhỉ.
Được rồi. Người ta đây chị Kiến xin thức là bằng mật. Ok, chị kể đi chị ơi. Chào em, chào cả nhà. Dạ. Mình xin giới thiệu là mình tên là Hà, sinh năm 85 ở Yên Bái. Thì Vâng. mình muốn chia sẻ câu chuyện về bản thân mình bị cao huyết áp. Tức là gia đình thì chắc là cũng là di truyền rồi. Từ bà ngoại bị huyết áp cao, xong đó là Hà mẹ mình huyết áp cao, thì mẹ mình bị huyết áp cao, bị đột quỵ. Thì câu chuyện này thì cũng kể một lần rồi, nó bị đột quỵ thì sử dụng cái Zanet Pack thì cải thiện. Tuy nhiên thì đến đến cũng là ba đời bị huyết áp cao, đến đời mình thì cũng không trượt được, nên là bản thân mình cũng bị huyết áp cao. Ở cái thời điểm mà tiêm Covid đầu tiên thì mình tiêm không 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 tiêm được, bởi vì huyết áp của mình mới có 37 tuổi thôi, 37 38 tuổi mà huyết áp cao đã 170, 170 trên 110, nó rất là cao. Mà cũng không thường xuyên khám, cũng không khám, cơ thể thì vẫn bình thường, không, chỉ lâu lâu thấy tức ngực với lại hoa mắt chóng mặt thôi. Thế nhưng mà cũng không chủ quan kiểm tra. Thế cái ngày mà đi tiêm Covid mũi đầu tiên thì là đo huyết áp thì không tiêm được. Xong đó là đến mũi thứ hai, tức là trong ban chỉ đạo mình, ở trong ban chỉ đạo phòng chống Covid thì tiêm liên tục, cứ không chưa được tiêm thì bệnh viện lại gọi ra, chưa được tiêm thì bệnh viện lại gọi ra, thì ra kiểm tra liên tục, không thể tiêm được. Tuy nhiên là đến thời điểm đấy thì dịch nó bùng phát thì đi khám cũng không không đi được, mà mình thì ở trên một cái huyện vùng cao, thì về cái xét nghiệm, về cái nguyên nhân, về mọi cái thì không 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 xét nghiệm, không không thể làm được những cái xét nghiệm cao cấp được. Nhà cái thời điểm mà trước đấy thì mẹ sử dụng cái huyết áp cao, mà sau đột quỵ thì cái huyết áp trở về rất bình thường. Thế nên là mình chủ động là ở cái thời điểm tháng 6 thì không, tháng 6 không tiêm được, thì mình đã đặt luôn hai hộp pách về để sử dụng, hai hộp pách nữ, chỉ sử dụng mỗi pách nữ thôi. Thì sử dụng hai hộp thì huyết áp trở về xuống được 150, xuống 150 trên 90. Thì lúc đấy tiêm được cái mũi Pfizer thì tiêm được. Xong đó là đến tháng 9 và cứ tiếp tục uống, uống đến từ tháng 6 cho đến tháng 9. Thì khi đến tháng 9 thì đi kiểm tra, thì hôm đấy mới bắt đầu được huyện mở cửa ra thì mới đi kiểm tra được. Mà đi kiểm tra được các chốt, người ta cho ban chỉ đạo ra khỏi huyện thì mới bắt đầu đi ra tỉnh để kiểm tra xét nghiệm. Thì tức là lúc đấy thì huyết áp đã quay về là 125 trên 85 rồi. Ông bảo là mới hỏi bác sĩ, bảo không biết là nguyên nhân là như thế nào mà huyết áp của cháu nó lại như thế. Thì bác sĩ bảo là cháu có hút huyết áp gì không, của cháu không, bởi vì là cái thời điểm mà tháng 6 khi mà không tiêm được thì uống cái hạ áp trong vòng 1 tuần nhưng mà không hề xuống, đã không xuống rồi nhưng mà người cứ nôn nao rất là khó chịu. Thuốc huyết áp thì cũng là bệnh viện của huyện kê cho thôi, nhưng mà uống cũng không không hạ. Thế thì uống được 5 hộp pách, 5 hộp pách thì đúng 1 tháng 9 thì đi kiểm tra xét nghiệm lại, tất cả những cái chỉ số thì xuống bình thường, kể cả đường huyết rồi lại gan nhiễm mỡ cũng không còn đấy. Thế thì bảo hỏi bác sĩ bảo thế cháu thì bây giờ thì như nào, và chỉ bây giờ chỉ hạn chế là ăn mặn thôi, chứ cháu thì chưa phải điều trị. Đấy, rất là may mắn. Mà huyết áp thì bây hôm vừa rồi này tiêm mũi thứ ba thì huyết áp vẫn ổn định là 130 trên 85, 125, 125 trên 85. Đấy, rất là may mắn. Nên mình cũng không có thời gian để kiểm tra sức khỏe đều đặn, nhưng mà sử dụng cái Granite thì cực kỳ yên tâm. Vâng, em cảm ơn chị Ngọc Hà nhé. Em cảm ơn chị Ngọc Hà. Vậy thì ông Nguyệt cũng chia sẻ mọi người một chút tại sao mà Wellness Pack, gia đình chị chỉ sử dụng Wellness Pack mà cũng có thể cải thiện được. Đó, thế thì chúng ta phải hiểu như thế này, trong Wellness Pack thì nó sẽ có ba cái thành phần. Thành phần thứ nhất là omega 3, nó là cái chất béo tốt. Đó, nó tái tạo cái thành mạch. Chúng ta biết là tế bào nó cũng phải tạo ra từ chất béo đúng không ạ? Và chất béo ở đây là chất béo tốt nhé. Đó, và omega 3 thì ngoài cái việc là nó tái tạo nên tế bào thành mạch thì nó còn giống như một cái chiếc chổi quyền năng ấy. Đó, có thể làm gì ạ? Làm sạch những cái hạt mỡ bám ở thành mạch. Do vậy là nó sẽ giúp cho tăng cường cái hoạt động của tim mạch, giúp cho giảm cái việc là tắc nghẽn mạch. Và cái tiếp theo nữa đấy là cái thành phần astaxanthin. Astaxanthin thì nó là cái chất chống oxy hóa cực kỳ lớn, nó lớn gấp 600 lần 6.000 lần vitamin C và 500 lần vitamin E. Nó sẽ giúp cho tăng cái tuổi thọ của tế bào mọi người ạ.
Đó, nó sẽ giúp cho cái tế bào của mình bền hơn, nó có sức bền, sức đàn hồi mạnh hơn. Đấy là tại sao những người sử dụng atarsatin ấy, nhìn ở làn da cũng sẽ biết là cái làn da nó đàn hồi hơn. Đó, cái làn da nó đàn hồi hơn. Tương tự như vậy cũng, làn da thì cũng là tế bào thôi, đúng không? Và tương tự như vậy đối với cái thành mạch của mình cũng vậy. Khi mà sử dụng atarsatin trong một cái thời gian dài thì cái tính đàn hồi của thành mạch sẽ tăng lên. Mà cái việc cao huyết áp là đến từ diện đàn hồi của thành mạch đấy. Thế nên chúng ta sử dụng cái atarsatin rất là hiệu quả mọi người nhé, rất là tốt. Và tiếp theo nữa đó là cái viên vitamin khoáng chất tổng hợp. Thì nó sẽ chứa gì ạ? Chứa vitamin B, rất là nhiều vitamin B. Nếu bạn nào đọc cái bảng thành phần chúng ta sẽ thấy đúng không ạ? Rất nhiều vitamin B. Nó chứa gì ạ? Nó chứa cả canxi, nó chứa cả magie. Đó là những cái thành phần mà mạch máu mình cần. Ngoài ra còn có rất là nhiều những cái thành phần chất khác như vitamin E, vitamin C làm tăng gì ạ? Tăng cái chống cái lão hóa cho tế bào. Đó nên là nó rất là tốt là như vậy. Rồi, em xin mời câu chuyện tiếp theo ạ. Chúng ta sẽ xin mời một hai câu chuyện nữa. Ngắn ngắn nữa có thể giúp đỡ được rất là nhiều những người bệnh nhân cao huyết áp. Có chị nào thì chúng ta bật tiếng lên giúp em ạ. Chủ động bật tiếng. Chúng ta đóng góp đi em mọi người ạ. Nào, em xem đây là dùng. Chị Huyên chia sẻ là câu chuyện của cô Thật à? Để em đọc không? Cô Thuật là mua máy cả 100 triệu rồi mà không khỏi, dùng wellness thì cải thiện. Biết ở đây có cô Thuật không ạ? Hoặc là có chị Huyên có thể kể lại câu chuyện này cho mọi người không ạ? Sao bật mà không vào trời? Đây ạ, chị Vũ Thị Thuật ạ. Vâng, thế chị có thể kể qua câu chuyện của mình không ạ? Về cái việc mình sử dụng wellness cải thiện như thế nào sức khỏe tình trạng cho gia đình vậy ạ? Không biết nghĩ vào nữa chứ. Thấy chị lại không lên sóng được rồi. Em mời câu chuyện của ai đây? Chị Hà. Chị Hà có online được không chị Hà ơi? Chị Hà chia sẻ câu chuyện của chị Hà, bật camera lên giúp em với nhé. Bật camera, bật tiếng ạ. Có khóa tiếng không bà trời? Em thấy chị Hà bình luận ở phía bên trên này. Là chị Ok muốn rồi kể đấy, câu chuyện. ok rồi đấy. Chị Hà ơi, chị Hà đâu rồi? Bật tiếng lên giúp anh Nguyệt nhá. Được, chắc chị Hà offline rồi à? Em thấy mới bình luận ở đây. Vậy chúng ta còn câu chuyện khác không ạ? Có ai có câu chuyện về huyết áp cao hay có câu chuyện về những cải thiện về tình trạng huyết áp của gia đình không ạ? Hoặc là vấn đề về tai biến do huyết áp mà được cải thiện. Bởi vì bây giờ rất là nhiều người bị tai biến do huyết áp đấy ạ. Ủa? Có ai có câu chuyện không? Chúng ta bật mic lên mọi người ơi. Sáng này chắc vẫn còn đang trong chăn, rất là ngại lên sóng đây. Chúng ta cả những cái câu chuyện mà trước đây mình kể mới có một hai lần thì mình cũng kể lại nhé, bởi vì có rất là nhiều người là người mới nên là các bạn chưa được nghe những cái câu chuyện như vậy bao giờ. Chị Đỗ Thị Hiền này cũng có câu chuyện này. Không có ai kể thì chị kể nha Nguyệt. Ồ, nếu mà ai cũng nghĩ như chị thế nên là mọi người chẳng ai thấy ai kể gì cả, mà em biết là cực kỳ nhiều câu chuyện về huyết áp luôn. Ok, chị Hương kể đi chị Hương. Xin chào cả nhà. Hương sinh năm 82, sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì Hương kể câu chuyện của ba Hương. Ba Hương là tháng 7 năm 2021, là tức là tháng 7 năm 2020 thì là đã bị đột quỵ và chị thiếu Nói máu nhưng mà dẫn mất nói đấy. xong mic của bạn bỏ tắt tiếng rồi. Mình nghĩ xem. Chỉ thiếu 5 phút nữa là mất thôi, thì nhưng mà tại vì nhà gần bệnh viện nên cũng may mắn kịp thời là được cấp cứu. Và đến tháng Xin 7 năm chào, xin chào, sao mà 2020 nay đang nghe bên này thì nè.
thì bà Hương là đã bị tắc nghẽn 5 đoạn, 5 đoạn trong cái mạch máu, và lúc đó là phải đi phẫu thuật hết 150 triệu. Nhưng mà phẫu thuật về thì bà vẫn bị là hay chóng mặt đó, và lúc đó thì Hương chỉ cho bà uống là Wellness Pack và uống thêm những cái sản phẩm bên mình thì từ tháng 7, nhưng mà tình trạng vẫn không cải thiện, và bà luôn luôn nói là bà ăn để uống đầy đủ mà, bà ăn uống đầy đủ mà. Bà Hương nói là bà phải để ý cái chế độ ăn chứ đừng có đầy đủ, và giống như tuổi thì cũng lớn nên hay gọi là hay bảo thủ đấy. Hay bảo thủ thì Làm hay là chị đang từ tháng 10 năm 2021 thì Hương tăng cường cho ba một ngày 3 ly bột, tại vì Hương biết là tất cả những cái nguồn dinh dưỡng sẽ không không cân bằng, mà phải cân bằng đầy đủ là chất đạm, chất đường và chất béo, cho vitamin và khoáng chất thì cũng chưa chắc là đủ, và đặc biệt là phải uống thêm nước. Và trong nhà anh chị em nhà mình để ý là người người quê ấy, người quê thì khi nào cũng kêu uống nhiều uống nhiều, và Hương thì Hương cũng thẳng, và Hương hỏi ba uống nhiều là ba uống một ngày bao nhiêu ly, thì uống 3 ly đấy. Xong Hương lại giờ ấy là một cái để cho biết là ba uống đủ lượng nước hay không, tại vì lượng nước là 70%, chỉ 70% lượng dinh dưỡng của cơ thể. Thì giờ ba lấy cái chai Aquafina nhé, ba lấy chai Aquafina một ngày ba uống cho con một chai đó, và buổi sáng dậy thì uống chất xơ rồi thì rất là tuyệt vời cả nhà. Sau 3 tháng thì ba Hương đã cải thiện được tình trạng mỡ máu này, rồi cao huyết áp này, và khi ba tin tưởng tuyệt đối bác sĩ ở trong Huế, là tức là kêu là đi đặt là stent về thì chắc chắn là đỡ. Thì Hương nói là ba có biết là stent á, là giống chẳng qua là chỉ nâng cái mạch máu ra thôi chứ không, chứ còn cái mạch máu của ba nó đều cả người mà, ví dụ đơn giản á, chứ ba ngồi mà ba trèo đặt cái đặt, trèo cái chân lên trên đầu gối á, mà chỉ cần khoảng 15 phút thôi mà ba trèo chân trên đầu gối thì ba không sủi chân ra, chắc chắn cái phần chân dưới nó sẽ bị tê luôn, tại vì mạch máu đó nó đã bị nghẹn rồi. Và chị em phụ nữ mình nha, làm văn phòng mà có cái thói quen là lịch sự để mà khép chân lên mà bắt chân lên đầu gối rất là nguy hiểm luôn. Một thời gian khoảng 2 3 tháng chị em mình sẽ thấy là cái mạch máu của mình nó bị vỡ ấy, nó bị vỡ, nó tạo nên cái hiện tượng giãn tĩnh mạch đột ngột ấy, là khi mà mạch máu mình tẹo cái chân lên thì nó sẽ lên trên phía trên bắp đùi á, và mình xoa chân ra một cái thì từ động mạch máu nó dồn xuống xuống nhanh một cái ở dưới bắp đùi của chân dưới thì rất là nguy hiểm luôn. Và chị em công sở thì nhìn cái hiện tượng mà giãn tĩnh mạch rất là nhiều luôn. Thì đó là câu chuyện của ba Hương, từ một người là từ cõi chết trở về và vẫn tin tưởng bác sĩ để mà đi đặt 5 stent ở Huế, xong rồi về vẫn kêu là bác sĩ nói là sẽ đỡ nhưng mà không đỡ, nhưng mà nhờ sản phẩm Wellness bột của bên mình. Viên thì chưa chắc đã cải thiện được, nhưng mà bột thì chắc chắn sẽ làm gia cố cái thanh mạch, nên lúc đó thì cái lượng cái vitamin và khoáng chất nó mới lưu thông được nhanh và nó hấp thụ nhanh hơn. Cảm ơn Nguyệt Vâng, đã đặt cái chia em sẻ. cảm ơn chị Hường. Vâng ạ, cảm ơn chị Hường. Có nghĩa là chị Hường thì rất là yêu thích Wellness bột đúng không ạ? Thế nên là cho bố sử dụng Wellness bột và cũng cải thiện. Thế thì còn gia đình nhà chị Hà thì lại cho mẹ sử dụng Wellness viên và cũng cải thiện đúng không ạ? Thế thì chúng ta đọc sách, lúc trước chúng ta đọc sách rồi vừa đọc xong đúng không? Protein thì cũng cần, vitamin nhóm B thì cũng cần, omega 3 cũng cần, đó, astaxanthin cũng cần. Tức là gì ạ? Cơ thể mình là cần gì ạ? Cần dinh dưỡng một cách gì ạ? Đầy đủ, cân bằng và sạch. Chúng ta hãy nhớ dinh dưỡng chỉ có giá trị trong trường hợp nó là gì ạ? Nó phải đầy đủ, nó phải cân bằng và phải sạch. Nếu đầy đủ thôi, giống như là chị Hường nói nên là bố bảo bố ăn nhiều đấy, nhưng nhiều là bao nhiêu thì lại không có tính ra được, nên là cũng không có tính là cân bằng. Nên đã đầy đủ rồi thì phải gì ạ? Phải cân bằng. Và đã cân bằng rồi thì là phải sạch. Chứ còn nếu không sạch, cân bằng thôi, đếm ra hàm lượng cũng đầy đủ đấy, nhưng không sạch thì cũng không được tính là một cái dinh dưỡng nó giá trị mọi người nhá. Đó, thế nên là chúng ta kết hợp cả bột lẫn cả viên, rồi thêm chất xơ để làm sạch đi cho cái đường ruột của mình nữa, thì cái tình trạng bệnh lý sẽ được cải thiện hơn rất là nhanh chóng. Cảm ơn hai chị với hai câu chuyện, và hy vọng lần sau kể cả chúng ta là có gì ạ, có đã kể rồi cũng kể lại xung phong lên, đông lên, bởi vì em biết ở đây có hàng gì ạ, chúng ta có hàng trăm hàng nghìn câu chuyện ở trên group cảm nhận. Và nếu như mà chúng ta có rất là nhiều người mới, ngày nào cũng có những anh chị mới vào để tìm hiểu về y học dinh dưỡng, chúng ta biết rằng là y học dinh dưỡng ngày càng phát triển đúng không ạ, có rất là nhiều người người ta muốn tìm hiểu, vậy nên là mỗi câu chuyện của chúng ta lại truyền cảm hứng cho một người nào đó được cứu sống mọi người ạ. Người ta nói là gì ạ, cứu một mạng người còn hơn là xây 7 tòa tháp. Thế nên là dù câu chuyện của chúng ta có vẻ như cũ kỹ rồi, nhưng không sao, cũ kỹ vẫn cứu được rất là nhiều người đúng không ạ. Y học dinh dưỡng có bao giờ thay đổi đâu, có 10 năm trước hay 1.000 năm trước thì vẫn cần phải gì ạ, 4 5 nhóm chất đó đúng không ạ, 4 cái nhóm chất chính đó. Thế nên là cái câu chuyện của mình thì dù nó là cũ kỹ lâu lắm rồi đấy, bố em kể cả 1 năm nay rồi thì vẫn có thể cứu được nhiều người nhờ cái câu chuyện của bố mình chị nhá. Đó, chị em khác cũng thế, mình không có ngại, mình hãy kể đi,
kể thật nhiều lên để rồi truyền cảm hứng, để rồi cứu sống được nhiều người mọi người nhé. Bây giờ thì em xin phép là mời một bạn, mời một người em mà em rất là yêu quý và đặc biệt là có một nụ cười rất tươi, rất xinh, lên chia sẻ cho chúng ta phần tiếp theo cùng trong những cái bài học ngày hôm nay nhé. Xin mời em Trang Phạm này. Ấn tượng về nụ cười của Trang Phạm rất tươi xinh đúng không ạ? Và đặc biệt hơn là rất giỏi nữa, rất siêu nữa. Cảm ơn Trang Phạm ơi. Đây em đây rồi, cảm ơn chuyên gia Phạm Nguyệt của chúng ta. Em. Với phần chia sẻ về kiến thức của bệnh huyết áp cao rất là hay đúng không ạ? Thật sự thì cũng chúng ta mới đi sâu về học dinh dưỡng tầm khoảng tháng 4, tháng 5 năm 2021 thôi, nhưng đã và đang tạo ra những cái kết quả, những cái kỳ tích rất là tốt đúng không ạ? Và chuyện đăng yên của chúng ta cũng chỉ có 6 tháng mở 6 chân 21 luôn, rất là tuyệt vời luôn. Chính vậy nên là y học dinh dưỡng gần như là một không chỉ đơn giản là một quy trình wellness, và y học dinh dưỡng không chỉ đơn giản là những cái mà rất là tuyệt vời để giúp cho công việc kinh doanh của chúng ta phát triển, mà bản thân Trang khi mà được tìm hiểu về y học dinh dưỡng thì Trang cảm thấy là rất là vui, rất là hạnh phúc, và mình cảm thấy cực kỳ may mắn khi mà mình được biết đến y học dinh dưỡng. Mình cảm thấy như là mình có thêm một cái những cái niềm hy vọng, những cái tia sáng đối với những bệnh tật xung quanh chúng ta đúng không ạ? Bởi vì xung quanh chúng ta có rất là nhiều những bệnh tật, rất nhiều người bị bệnh và thậm chí bác sĩ rồi bệnh viện họ cũng bó tay, họ cũng trả về đúng không? Và bản thân Trang cũng vậy. Trước đây khi mà chưa biết đến y học dinh dưỡng, mình cũng cảm thấy rất là hoang mang về những cái vấn đề đến với sức khỏe của mình hay là gia đình của mình, bởi vì mình không có kiến thức, mình không biết là thế bị như vậy rồi thì phải làm như thế nào, chỉ có cách duy nhất là đến bệnh viện gặp bác sĩ thôi đúng không ạ? Lúc nào mình cũng cảm thấy là nếu giả sử mà ai đó trong gia đình của mình mà báo bị một cái gì đấy, bệnh này bệnh kia cái, là mình bảo là thôi đi gặp bác sĩ đi bố, đi gặp bác sĩ đi mẹ, rồi xem tình hình như thế nào, người ta kết luận ra sao, người ta hướng dẫn như thế nào thì mình làm như vậy đó. Nhưng mà bản thân mình khi mà mình biết như thế, nhưng mà mình lúc nào mình cũng cảm thấy rất là lo lắng, bởi vì sức khỏe của mình không có kiến thức thì mình sẽ không có cầm nắm được, mình không chủ động được đúng không ạ? Và cho đến khi mà được tìm hiểu về học dinh dưỡng thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc và cảm thấy có tia sáng đối với tương lai sức khỏe của mình và gia đình của mình trong thời gian tới. Và đó là một cái nguồn cảm hứng rất là lớn mọi người ạ. Và dĩ nhiên là Trang biết là rất là nhiều anh chị khi mà tìm hiểu về y học dinh dưỡng mình cũng cảm thấy rất là hay, nhưng mà mình không có nhớ được hết những cái kiến thức, nhiều khi mình cảm thấy nó là chuyên môn đúng không ạ? Đó thì bản thân Trang thì có hai cách để mình có thể dễ dàng nhớ được những kiến thức về y học dinh dưỡng, kiến thức về các bệnh, đặc biệt là cái cơ chế của những cái sản phẩm wellness của mình tác động đến với các bệnh và đến với cơ thể của chúng ta như thế nào để có thể cải thiện các bệnh. Đó thì cách thứ nhất đó là chúng ta sẽ nên đúc kết lại những gì chúng ta học được mọi người ạ. Cái giai đoạn mà Trang bắt đầu nghiên cứu về học dinh dưỡng thì Trang rất là chăm chỉ, mình đúc kết những cái mà mình hiểu nhá mọi người nhá. Bảo trợ hay là các chuyên gia của chúng ta đúc kết nó là một phần rồi, đó rất là hay rồi. Ngày xưa tụi Trang chưa có những cái đúc kết như vậy đó, học hành nó khó khăn vất vả hơn đó, nhưng mà bây giờ chúng ta có đúc kết sẵn, cộng thêm cái việc là chúng ta nghe, chúng ta hiểu đến mức nào thì chúng ta hãy tự đúc kết lại thế bệnh huyết áp nguyên nhân là gì và giải pháp Tây y, giải pháp của y học hiện đại thường xử lý như thế nào đó, và tại sao không cải thiện được tận gốc, và vậy thì dùng dinh dưỡng thì sẽ tác động ra sao, và tại sao lại có thể cải thiện được tận gốc. Thì chúng ta chỉ cần trả lời được ba câu hỏi đấy với từng bệnh là chúng ta đã nắm được những cái kiến thức căn bản trong cái bệnh đó, và chúng ta tự tin đi tư vấn rồi mọi người ạ. Đó, đấy là cách thứ nhất, là cách chúng ta đúc kết nhé. Mọi người nên có một cái quyển sổ để ghi chép về các bệnh, thậm chí là ghi các câu chuyện về các bệnh luôn, để chúng ta có thể mỗi bệnh chúng ta nên sưu tập ít nhất là 1 đến 2 câu chuyện, bỏ túi 1 đến 2 câu chuyện để chúng ta có thể kể mỗi khi mà chúng ta tư vấn cho một khách hàng nào đấy. Đó. Cái thứ hai đó là chúng ta nên thực hành luôn. Học được một kiến thức về bệnh huyết áp, chúng ta nên đi tìm một ai đó đang có vấn đề về huyết áp, chúng ta chia sẻ kiến thức ngay mọi người ạ. Không phải để bán hàng đâu mọi người nhé, mà để chia sẻ kiến thức, để gieo hạt kiến thức, và biết đâu cái kiến thức của mình đang giúp cho người ta có thể là hiểu về bệnh của họ hơn, rồi biết cách làm thế nào để có thể chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe của mình hơn, và đặc biệt là chúng ta sẽ nhớ bài lâu hơn mọi người ạ. Đó, ví dụ như hôm vừa rồi
Trang có cái phần của Trang không chỉ đơn giản là chia sẻ như thế này đâu mọi người nhá. Tí nữa chúng ta sẽ được gặp một khách mời, Trang chỉ chia sẻ thêm được thêm 2 phút thôi. Tí nữa chúng ta sẽ được gặp khách mời, một khách mời chị rất là giỏi luôn. Và chị đang có một cái thành tích rất là tốt trong tháng 1 này. Đó, thì Trang chỉ chia sẻ thêm một chút thôi. Ví dụ như hôm vừa rồi mọi người nhớ là trước đây chúng ta có một cái buổi về tuyến giáp đúng không ạ? Và thực sự sau khi nghe xong cái buổi đấy mình cũng cảm thấy rất là hay, hiểu hiểu thêm một chút, nhưng mà để mà chia sẻ lại thì mình chưa biết chia sẻ như thế nào. Đó thì lúc đó thì Trang mới đi tìm suy nghĩ xem là trong mối quan hệ của mình có ai bị tuyến giáp mà mình chưa chia sẻ. Thì Trang mới nhớ ra là có một người có bác nghĩ là mẹ của bạn thân của Trang đó, và rất là lâu rồi không liên lạc với bạn thân ấy. Thì Trang mới nhớ ra là cái hồi mà mình cưới là bạn ấy có bảo là không về được vì đưa mẹ đi mổ tuyến giáp thì phải, thì mới bắt đầu nhắn tin cho bạn ấy hỏi là ô mày ơi, có phải là hôm tao cưới mày bảo đưa mẹ đi mổ gì đúng không? Thì nó mới bảo là đây chia sẻ cho mọi người, và chính nhờ như thế thì thứ nhất là Trang vừa vừa đây bạn Hà, Trang vừa có thể là chia sẻ học được lại cái bệnh tuyến giáp để chia sẻ cho bạn ý, và cái thứ hai nữa là mình lại có thể chia sẻ được combo wellness cho mẹ bạn ấy luôn đấy mọi người. Đó thì sau khi mà Trang tìm được người chia sẻ, Trang cảm thấy rất là tự tin về kiến thức của bệnh tuyến giáp nhé. Có thể những kiến thức mà mình tìm hiểu lại chưa chắc là mình đã chia sẻ với bạn ấy hết đâu, chỉ chia sẻ những cái bạn ấy những cái dễ hiểu, những cái đơn giản thôi, nhưng mà mình lại rất là tự tin về bệnh tuyến giáp bởi vì mình đã tìm hiểu kiến thức lại để mình có thể đi chia sẻ cho một ai đó. Và để chia sẻ lại cho một ai đó thì mình phải hiểu về về nó mình mới chia sẻ được đúng không, chứ không hiểu sao mình chia sẻ được, mình không tự tin đó. Nên là Trang tìm bạn ấy, Trang chia sẻ. Đây Trang cũng cũng hỏi là đây hôm mới vừa hôm gần đây thôi, hôm nào ấy nhỉ, ngày mùng 10 tháng 1 đây mọi người này. Trước mẹ mẹ mày đi mổ gì ấy nhỉ này, rồi hỏi thăm sức khỏe của mẹ bây giờ thế nào này. Đó tao lâu nay tao nghiên cứu về y học dinh dưỡng có nhiều kiến thức hay lắm, hôm vừa rồi cũng được học về bệnh tuyến giáp, nhớ mang máng hồi tao cưới mi kể mẹ mẹ mới đi mổ nên nhắn tin xem sao. Đó thì tuyến xong bắt đầu mình chia sẻ là tuyến giáp mà biết cách cải thiện tận gốc thì biết cách thì sẽ cải thiện được tận gốc, mổ thì thường chỉ giải quyết được phần ngọn thôi, mình không rõ nguyên nhân thì rất là khó để hồi phục đúng không ạ. Đó bắt đầu chia sẻ về nguyên nhân của bệnh tuyến giáp, hỏi bạn mẹ bạn ấy xem là bị suy giáp hay là cường giáp. Đấy thì sau đó mình nhấn mạnh là muốn hồi phục được tận gốc thì cần phải cân bằng được dinh dưỡng và tăng sức đề kháng lên, chứ dùng thuốc tây thì chỉ thay thế được hormone tổng hợp tuyến giáp thôi. Cơ thể của mình có thể tự tự tổng hợp và sản sinh ra được tuyến giáp, chỉ cần đáp ứng được đủ dinh dưỡng. Đó thì bạn ấy cũng bảo là ừ, đợt nào ăn được thì khỏe hơn, tức là bạn cũng hiểu được là cần phải bổ sung dinh dưỡng để cơ thể mới khỏe hơn được ấy. Đó thì xong rồi mình đồng ý với bạn ý dùng thuốc tây, chỉ là xác định là mình sẽ dùng mãi mãi và bị phụ thuộc, cơ thể của mình không tự sản sinh ra tuyến giáp được đúng không ạ. Đó xong rồi bạn ấy lại hỏi là thêm đi học thì có sản phẩm gì à. Bắt đầu bạn quan tâm rồi thì mình nói ừ có sản phẩm Wellness là dinh dưỡng cho tế bào, và cả nhà đang dùng, bố mẹ hai bên đang dùng. Đó thì Trang cũng kể câu chuyện này, tí nữa Trang có thể chụp lại cho mọi người xem, cách tư vấn đơn giản lắm. Xong rồi kể về mẹ hợp dùng cải thiện bệnh gì. Xong rồi có bác, Trang cũng có một khách hàng ở gần nhà ở xã khác thì cũng dùng sản phẩm Wellness của mình cải thiện tuyến giáp, thì cũng kể cho bạn ấy nghe. Thế thì bạn ấy bảo là thế thì hôm vừa rồi đấy, tuần vừa rồi Trang về quê, Trang có mang combo Wellness về cho mẹ bạn ấy luôn đấy cả nhà. Đó thì chúng ta cứ làm 2 cái, một là đúc kết và hai đó là chúng ta hãy tìm một ai đó để chúng ta chia sẻ ngay, chúng ta mới có nhớ được kiến thức mọi người nhé. Không biết là có bán được hay không, nhưng quan trọng là chúng ta chia sẻ cho họ để họ biết cách chăm sóc sức khỏe, và thứ hai đó là mình bản thân mình được học bài, được ôn bài một lần nữa, cứ phải làm nhiều thì mới nhớ. Ok rồi, cảm ơn cả nhà với cái phần lắng nghe về chia sẻ cá nhân. Hôm nay thì Trang có mời đến với chúng ta một khách mời, đó là chị Trang Nhung. Không biết chị Trang Nhung có đây không ạ? Chị Trang Nhung còn ở trong nhóm mình không nhỉ? Để em để. Hay là tắt tiếng? Đâu? Em mời chị Trang Nhung bật tiếng được không ạ? Đây, chào cả nhà, chị đây rồi. Đây, em thấy chị rồi. Ok.
Chào chị Nhung, hôm nay chị Nhung thì cũng mới bắt đầu lại với công việc Allframe và theo quy trình Wellness và nghiên cứu y học dinh dưỡng khoảng 2 tháng gần đây thôi mọi người ạ. Đó, và một hai khoảng hơn 2 tháng gần đây thì 1-2 tháng đầu tiên thì chị tập trung nghiên cứu về y học dinh dưỡng nên là chị chưa có những cái kết quả đột phá. Thì trong tháng 1 này thì sau khi mà một thời gian tích lũy, chị rất là am hiểu rồi, rất là tin tưởng sản phẩm Wellness cũng như là yêu thích y học dinh dưỡng, thì chị đã lan tỏa và làm rất là mạnh. Và tháng này thì chị từ 9% lên 6% lên 12% luôn đúng chị? Mới lên 18% luôn đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, rất là tuyệt vời, từ 6% lên 18% chỉ sau 1 tháng, một thành tích rất là xuất sắc đúng không ạ? Vậy thì mọi người có muốn lắng nghe và đặc biệt ngày hôm nay chúng ta sẽ đi sâu với cái chủ đề là bán hàng. Mọi người có muốn lắng nghe những cái bí quyết của chị làm thế nào để chị có thể bán được 2.500 gần 3.000 VP trong tháng 1 không cả nhà? Và chị Nhung thì đang làm bên bên y ở ở bệnh viện nhé mọi người nhé. Thì chúng ta sẽ nghe chị giới thiệu thêm về bản thân mình ạ. Xin chào cả nhà, hôm nay rất là vinh dự mà được chia sẻ với mọi người. Sau khi bắt đầu lại công việc từ giữa tháng 10, giữa tháng 12 năm 2021 thì được và trợ lý chia sẻ lại cơ hội công việc. Và trước đây thì mình cũng đã làm Oriflame nhưng do mình bị ốm thì mình phải nghỉ. Thì sau khi bắt đầu lại thì được bảo trợ lý chia sẻ về y học dinh dưỡng thì mình thấy ô sao nó hay thế. Ngày xưa mình cũng nghe về wellness rồi nhưng mình cũng chỉ biết là nó tốt thôi, chứ còn mình không biết là tại sao nó tốt và sản phẩm sử dụng cho những người như thế nào. Thì mình cứ nghĩ là một cái sản phẩm để bổ sung và phục vụ cho những người mà khỏe mạnh thôi. Chứ còn người ốm thì cũng thấy có những bạn là dùng thì cũng cải thiện nhưng mà cũng không biết cơ chế tại làm sao mà lại dùng để khỏe mạnh được. Và mình cũng chưa biết là sử dụng khi người này bị ốm thì mình sử dụng những sản phẩm như thế nào. Thế thì sau khi nghe bảo trợ lý chia sẻ về về kiến thức về y học dinh dưỡng và ra đi như em hằng mong muốn, nước mắt em rơi là đang khóc đau hay vui sướng. Hai người yêu nhau sắt chia cho nhau một buồn đau, mà sao không thể nâng đỡ nhau qua bão giông. Mưa mùa băng giá cũng không lạnh bằng một tình ta, nhất là những khi người trong thấy anh như không thấy. Không thể níu kéo anh, xin em dừng lại cho anh, làm tự trọng để không mất đi tất cả. Vì anh luôn muốn em được hạnh phúc, và anh cũng muốn anh được hạnh phúc. Đừng dành thời gian ở bên một người không biết yêu lấy mình, đừng hoài phí thanh xuân của mình. Giây phút em bước chân khỏi căn phòng này là ta mất nhau, giấc mơ bên ngôi nhà, những tiếng cười, những đứa trẻ. Anh biết không thể ngăn bước em đi về nơi em đã chọn, còn anh sẽ cố quên đi những ngày đường đó. Có thể ta sẽ trông thấy nhau đôi lần nào giữa đám đông, có nhớ không em người từng khiến tim em yếu mềm. Anh muốn được giữ em mãi nơi sâu thật sâu trong trái tim, vì dù sao chúng ta cũng đã từng hạnh phúc.
vì anh luôn muốn muốn em được hạnh phúc, và anh cũng muốn chính anh được hạnh phúc. Đừng dành thời gian ở bên một người không thể yêu mãi mình, đừng hoài phí thanh xuân của mình. Giây phút em bước chân khỏi căn phòng này là ta mất nhau. Giấc mơ bên ngôi nhà, những tiếng cười, những đứa trẻ. Anh biết không thể ngăn bước em đi về nơi em đã chọn, còn anh sẽ cố quên đi những ngày đường đó. Có thể ta sẽ trông thấy nhau đôi lần nào giữa đám đông. Có nhớ hay không một người khiến tim em yếu mềm. Anh muốn được giữ em mãi nơi sâu thật sâu trong trái tim, vì dù sao chúng ta cũng đã từng hạnh phúc. Có thể ta sẽ trông thấy nhau đôi lần nào giữa đám đông. Có thể thế tim ta yêu mình. Có thể ta sẽ trông thấy nhau đôi lần nào giữa đám đông. Có thể thế hiểu được về cơ chế bệnh, hiểu về những sản phẩm của mình có thể tái tạo lại được tế bào của cơ thể con người, thì mình thấy là nó hay quá. Bởi vì mình làm bên Tây y thì mình thấy là có rất là nhiều bệnh là chỉ dùng thuốc để duy trì thôi, và cũng không có bác sĩ nào dám khẳng định là bệnh này sẽ khỏi và mình phải chung sống suốt đời. Đấy, ví dụ như mẹ mình thì mẹ mình bị tiểu đường được 4 năm, thì mẹ mình hàng tháng phải dùng thuốc tiểu đường, và trước thì chỉ dùng thuốc uống thôi, nhưng bây giờ thì là phải dùng sang thuốc tiêm. Đấy, thì mình và mẹ mình thì lại bị mất ngủ nữa. Đấy, cứ buổi trưa mà ngủ một tí là buổi tối không ngủ được, và có hôm chỉ ngủ được của bình thường chỉ ngủ được 2 tiếng 3 tiếng, mẹ bảo ngủ được 3 tiếng là nhiều, nên là cũng dùng rất là nhiều loại thuốc ngủ. Mẹ mình bảo là dùng thuốc ngủ thì chỉ dùng một loại thì chỉ được 2-3 ngày là ngủ được, sau 2-3 ngày thì lại mất ngủ bình thường. Thì mình đổi rất là nhiều loại thuốc ngủ và cũng dùng rất là nhiều sản phẩm nhưng mà không có cải thiện, mẹ vẫn mất ngủ. Đấy, thì sau khi nghe bảo trợ lý chia sẻ lại thì mình thấy là hay, và mình quyết định là sau đặt đơn hàng đầu tiên về dùng cho bản thân, dùng cho mẹ và dùng cho bố nữa. Thì sau được nửa tháng mình vừa nghiên cứu về học dinh dưỡng vừa sử dụng sản phẩm, thì mình thấy là bản thân mình cũng cải thiện, và mẹ thì từ một đêm chỉ ngủ được 2 tiếng và bây giờ mẹ có thể ngủ được từ 10 giờ hoặc 11 giờ đến 4 giờ sáng và không tỉnh giấc. Đấy, thì mẹ rất là vui mừng, và một người mà từ mất ngủ mà có thể ngủ được từ 10 giờ đến 4 giờ sáng thì là một cái niềm hạnh phúc. Đấy, thì mình rất là tự tin, sau khi mà thấy mẹ cải thiện nhiều như thế mình tự tin lắm. Thì mình bắt đầu là tìm hiểu tất cả các loại bệnh. Thì mình cứ tranh thủ thời gian là mình nghe về y học dinh dưỡng, nghe về kiến thức sản phẩm. Và sau khi hiểu được rồi thì mình bắt đầu đi chia sẻ cho mọi người. Mình gặp mà mình làm trong ngành y nhưng thực tế thì mình lại không chia sẻ được nhiều cho bệnh nhân. Bởi vì quy định của bệnh viện, quy chế của chuyên môn thì mình cũng không được phép chia sẻ. Mọi người cứ nghĩ là mình làm trong bệnh viện thì gặp rất là nhiều bệnh nhân thì có thể là chia sẻ được nhiều, bán được nhiều, nhưng mà mình lại không
thường thường là mình không chia sẻ cho bệnh nhân ở khoa đấy, và mình chỉ chia sẻ cho những người hàng xóm, những chị bán hàng ở ngoài chợ, hoặc là anh em gia đình nhà mình, thì mọi người đều rất là tin tưởng và ủng hộ. Thế thì khi mình xuất phát là mình thấy có rất là nhiều người mà gặp những cái tình trạng bệnh nó không cải thiện, và luôn luôn lúc nào cũng trong tình trạng là mệt mỏi. Đấy, mệt mỏi và gặp rất là nhiều phiền toái, thì mình cứ cứ chia sẻ thôi. Mình bảo là em mới được học về học dinh dưỡng thì em hiểu được cơ chế tại sao mà chị mắc cái bệnh như thế này. Thì bắt đầu mình phân tích theo cơ chế học dinh dưỡng thì mọi người thấy là ừ nó đúng, thì các chị bảo ừ thế thế đặt hàng cho chị, thì mình cứ chia sẻ cho ai thì là mọi người đồng ý, và mọi người đều mình chia sẻ là có những sản phẩm này cần, và có những sản phẩm này nếu mà chị mà cố được thì mình dùng cái loại nó tốt hơn hoặc là cái tốt nhất. Thì khi mình chia sẻ như thế thì mọi người đều chọn cái phương án là tốt nhất, thì đa phần là đặt combo cộng với sơ, cộng với canxi, hoặc là cộng thêm táo để cải thiện theo đúng bệnh của mình. Đấy, thì mình chia sẻ cho một chú là chồng của dì ruột mình, thì chú bị ung thư vòm họng, gần như là không nhai được, không nuốt được. Thì hôm mình chia sẻ thì cho con của chú thì em ấy có bảo là chị cứ đặt cho bố em cái gì tốt nhất, bây giờ bố em không ăn được, rồi chỉ có uống nước cháo không, nên là chị cứ đặt cho bố em. Thế mà khi đặt về thì rất là hay là khi mình gọi điện về để mình hướng dẫn cách uống mà chú rất là mệt rồi, mà chú cũng đang ngồi ở trên giường mà chú chạy xuống, chú bảo đâu đâu uống như thế nào. Thế là mình bảo là chứng tỏ là chú giờ chú không ăn không uống được, nên là chú cảm giác là rất là mệt mỏi mà chú rất là tin. Đấy, thì chú uống được được một tuần thì chú thấy là cơ thể nó khỏe lên và nó đỡ mệt mỏi, nên là chú rất là thích. Đấy, đấy là câu chuyện thứ nhất là mình chia sẻ cho chú mình. Và câu chuyện về bán hàng nữa là một cái chị ở ngoài chợ, thì chị gặp tình trạng là đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, thì chị đi bán hàng hoa quả. Đấy, cũng không cũng uống rất là nhiều loại thuốc rồi, chị bảo chị uống nhiều loại thuốc lắm rồi nhưng mà không có đỡ. Thì bảo là bây giờ thực ra là chị thì không phải là do uống thuốc, chị uống thuốc thì nó chỉ là cải thiện được triệu chứng thôi, còn cái nguyên nhân gốc rễ của chị thì chị chưa cải thiện được. Thì mình có phân tích về tại làm sao mà chị bị đau đầu chóng mặt như thế, tại làm sao mà chị lại bị bệnh xương khớp như thế, và mình có gửi tài liệu về cái tình trạng thiếu canxi, thiếu hụt canxi. Thì chị nghe xong chị bảo là ừ thế thì mày đặt cho chị một combo, và nhớ lấy thêm cho chị một cốc chất xơ, một hộp chất xơ nữa để chị đào thải độc tố. Khả năng là chị bán hàng hoa quả nên là chị ăn nhiều hoa quả quá, nó nhiễm nhiều độc tố quá. Thế thì mình cứ gặp ai, mình cũng không đi giới thiệu đâu, mình chỉ đến mình hỏi thăm là thế chị, mình thấy những người mà người ta có tình trạng về bệnh ấy, thì thứ nhất là cái sắc mặt của người ta rất là kém, thứ hai là người ta cảm thấy mệt mỏi. Đấy, và khi mình hỏi thì mình chỉ hỏi là thế đợt này chị mệt hay là chị thế nào mà em thấy mặt mũi chị ỉu xìu ra. Thế là chị bảo ừ tao ốm. Thế mình cứ chia sẻ lại thì thường thường là mình cứ chốt được cho các chị là một bộ combo 5 và kèm thêm cả canxi, kèm thêm sơ, để mình phân tích là mình phải đào thải độc tố đường ruột, đường máu, và bổ sung dinh dưỡng, bổ sung những thành phần để tái tạo lại tế bào thì mới có thể cải thiện được sức khỏe. Thì các chị nghe là thấy rất là hợp lý, thì mình cứ chia sẻ, thế là mọi người đều ủng hộ. Và
còn rất là nhiều câu chuyện nữa, bởi vì mình cứ theo theo cách theo theo cái mình hiểu mình chia sẻ thì mọi người đón nhận rất là tự nhiên, và mình cảm giác như là lúc khi mới bắt đầu bán hàng tháng 1 ấy, thì mình cũng nghĩ là bán bảo trợ lý hô là 1.000 BP cá nhân thì mình thấy là rất là khó. Nói thật là cũng chưa biết bán cho ai, nhưng mình thì mình lại không đặt mục tiêu là cố bán được hàng, mà mình đặt mục tiêu là mình chia sẻ để giúp mọi người cải thiện bệnh, thì mình cứ chia sẻ cho ai thì mọi người đều ủng hộ cho mình như thế. Hay quá, hay quá, cảm ơn chị Nhung rất là nhiều. Em tổng kết lại câu chuyện chị Nhung một chút nhé cả nhà. Rất hay đúng không ạ? Chị Nhung đang đi rất là đúng quy trình sao chép ba giai đoạn luôn. Dành một tháng đầu tiên để nghiên cứu về học dinh dưỡng, bởi vì chị Nhung làm bên ngành y nên là cũng khá là cẩn thận đúng không ạ? Nên là những cái gì mà mình chia sẻ cho mọi người, mình phải có niềm tin, cần có kiến thức thì mình mới dám tự tin chia sẻ mọi người. Nên là tháng đầu tiên là chị dành thời gian nghiên cứu về học dinh dưỡng và trải nghiệm qua net, để có những cái kết quả thực tế thì mình cũng sẽ tự tin chia sẻ hơn đúng không? Trải nghiệm cho bản thân, cho gia đình của mình, đặc biệt là mẹ của mình. Đó thì mẹ cải thiện sức khỏe, không những thế chị Nhung cũng cải thiện sức khỏe rất là rõ rệt mọi người nhé. Chị Nhung, em có nhận được thông tin từ bảo trợ chị Nhung đấy là chị Nhung dùng Wellness 2 tuần chỉ số cholesterol giảm từ 5.8 xuống còn 4.6 đúng không ạ? Đó bởi vì đôi ba lần anh bước đến thật gần, nhìn thấy em đang cùng ai âu yếm ân cần. Anh vội quay đi không một lời, sợ làm phiền đến em thôi. Em chúc cho em một mai được yên vui. Chỉ là đôi lúc bỗng nhiên anh thấy nhớ em, chỉ là đêm tối bờ mi bàn tay lấm lem. Chỉ vì anh chót yêu em dại khờ, chỉ vì anh quá ngu ngơ mộng mơ. Để đến hôm nay lặng im, giờ em cứ trốn, sợ phiền đến em, ngại rằng em vì anh quá ngu ngơ mộng mơ. Để đến hôm nay lặng im, giờ em trói tư, tự phiền đến em, nhưng ngại rằng em đã nhiều ấm êm, sợ phiền đến em.
trong những đêm đen. Hạt mưa vẫn cứ mãi nặng hạt, chẳng còn đợi nắng lên. Giờ em đã có đôi tay gọi mời, ngọt ngào đắm say chưa chan dáng người. Giờ anh chẳng có đủ tư cách được em để ta. Sợ phiền đến em. Làm ở bệnh viện nên là cũng rất hay đo những cái chỉ số đấy. Thì sau 2 tuần rất là tuyệt vời đúng không? Đây, chỉ số giảm từ 5.8 chỉ còn 4.6 đấy cả nhà này. Đó, sau 2 tuần thôi, cực kỳ tuyệt vời đúng không? Đó, nên là ban nãy tại sao mà chúng ta vừa tìm hiểu về bệnh huyết áp của chuyên gia Phạm Nguyệt chia sẻ đấy, cũng là một phần là do những cái chỉ số cholesterol ở trong máu cao đúng không? Nên là chỉ cần chúng ta biết dùng dinh dưỡng thì chắc chắn là bệnh huyết áp sẽ cải thiện được tận gốc. Chị Nhung cũng mới dùng 2 tuần thôi, nên là sau đó, sau khi mà có kết quả như thế này, chị Nhung tự tin hơn rất là nhiều và chia sẻ rất là mạnh mẽ cho những người thân, những người hàng xóm, rồi những người ở mình gặp hàng ngày xung quanh mình đúng không ạ? Đó, và em thấy là có một cái rất là hay nữa khi mà chị tư vấn đấy là có loại này tốt này, có loại này tốt hơn và loại này còn tốt nhất. Và bao giờ cũng thế, người ta cũng sẽ chọn cái loại tốt nhất đúng không ạ? Kể cả đi ra hiệu thuốc em mua thuốc cũng thế, người ta bảo hàng này được này, nhưng mà cái loại này tốt nhất này, bao giờ em sẽ chọn loại tốt nhất, bởi vì sức khỏe của mình mà, mình đâu có thể là chọn những cái nó không tốt nhất cho sức khỏe của mình được đâu. Đó, nên là khi mà ra hiệu thuốc người ta cứ hỏi loại này tốt nhất em này, loại này hàng nhập này, là em sẽ lấy cái loại đấy mặc dù mình chẳng có kiến thức gì. Đó, nên là em thấy đây cũng là một cái gợi ý rất là hay khi mà chúng ta tư vấn cho khách hàng của mình ấy. Em thấy với bệnh của bác có thể dùng loại này, nhưng mà để mà tốt nhất bác cần phải bổ sung cái này thì sức khỏe của bác mới cải thiện, thì là cái combo này là tốt nhất. Nên là chính vì cách nói chuyện như thế nên chị Nhung toàn là tư vấn được combo 5 thôi mọi người ạ, và kết hợp thêm các sản phẩm lẻ thôi. Đó, nên là cái doanh số của chị Nhung tháng 1 này thì rất là nhẹ nhàng, cứ lâu lâu thì bà trợ lý lại quay vào đơn hàng của chị Nhung chục triệu rồi mười mấy triệu, rất là nhẹ nhàng, cứ thế vèo vèo thôi. Tháng này mục tiêu là cũng không có mục tiêu chủ đích 18 đâu, nhưng mà mình cứ bán được, mình cứ lan tỏa, rồi rất là nhiều người muốn dùng dinh dưỡng để cải thiện sức khỏe, thế là đặt và một phát là lên 18% cực kỳ nhẹ nhàng, tận 7.000 mấy luôn đấy cả nhà. Đó, thì chị ơi, chị có thể đúc kết lại một vài bí quyết mà chị cảm thấy là tâm đắc để mình có thể bán hàng hiệu quả như vậy được không ạ? Bán được 2.500-3.000 BP một tháng ạ. Sau khi mình làm một tháng thì mình thấy có một số cách để mình bán hàng hiệu quả. Là thứ nhất là để mà bán được thì mình phải hiểu về kiến thức y học dinh dưỡng đấy. Để học cái này thì mình thấy rất là dễ, mình giờ mình có cái sách nói, lúc nào mình cũng có thể nghe được, mình nấu ăn mình cũng có thể nghe được, mình dạy con học mình vẫn có thể nghe được. Có khi mình đang làm công việc chính mà không phải làm chân tay thì mình vẫn có thể nghe được. Đấy, thì mình sau khi mình nghe thì mình thấy là nó hay, thì mình cứ chia sẻ cho mọi người thôi. Hai là mình sau khi mình hiểu được về y học dinh dưỡng thì mình áp dụng vào, là mình hiểu về cái sản phẩm của mình, cái sản phẩm nào là cung cấp protein, cái sản phẩm nào là cung cấp vitamin, cái sản phẩm nào là đào thải độc tố. Thì mình chỉ cần hiểu như thế là mình có thể là chia sẻ được cái sản phẩm cho khách hàng. Và khi mình chia sẻ, mình hiểu như thế, mình bảo khách hàng như thế thì mọi người cũng yên tâm. Tại vì nhiều khi mình cứ bảo là cái này nó tốt lắm nhưng mà không biết là tại sao nó tốt, thì mình bảo cái này là nó cung cấp cái gì thì là mọi người sẽ hiểu ngay. Đấy, cái thứ ba là mình không cố bán hàng. Nói thật là mình không cố bán hàng đâu. Mình cứ gặp ai mình thấy có vấn đề sức khỏe thì mình phân tích cho người ta là tại sao mà bị bệnh như thế.
thì mình đưa ra giải pháp TI. TI thì mọi người thường thường đã sử dụng giải pháp TI rồi. Và khi dùng giải pháp TI thì chỉ đỡ thôi, chứ còn không triệt để được. Thì mình đưa ra giải pháp về y học dinh dưỡng. Đấy, thì mọi người sẽ tự lựa chọn được cái giải pháp để phục hồi sức khỏe của mình. Đấy, thì mình chia sẻ với cái tâm thế là mình giúp mọi người cải thiện được sức khỏe. Và khi mình chia sẻ như thế thì mọi người rất là tự nhiên đón nhận, chứ mọi người không bị gượng ép là mình đang bán hàng cho người ta. Mình thì quá. Có những cái... Ok, cảm ơn chị, rất là hay đúng không ạ? Em thấy là cái cách của chị Nhung cũng hơi giống cái cách ban nãy em vừa chia sẻ cho bạn Hà và mẹ bạn Hà ấy. Em bảo là em vừa được học kiến thức về bệnh tuyến giáp, dùng dinh dưỡng để có thể cải thiện được bệnh, nên là nhớ ra bà mẹ bạn ấy bị như thế, nên là chia sẻ luôn. Tức là chị Nhung cũng thế, khi mà biết những cái người xung quanh của mình có vấn đề về sức khỏe ấy, thì chị cũng nói là em mới được tìm hiểu về y học dinh dưỡng, em thấy rất là hay, nên là em cũng hiểu được cái nguyên nhân của bệnh của chị làm sao mà tại sao nó lại như vậy đó. Rồi xong bắt đầu chị chia sẻ về cái cơ chế, cái nguyên nhân của cái bệnh đó, rồi nói về những cái giải pháp của Tây y và nó không thể cải thiện được tận gốc đúng không ạ. Rồi chị chia sẻ về những kiến thức về y học dinh dưỡng mà chị học được để có thể tác động đến bệnh của mình và cải thiện tận gốc bệnh của mình ra sao, xong rồi mới bắt đầu link đến cái sản phẩm của mình sẽ hỗ trợ như thế nào, nó là những cái thành phần gì trong nó có những cái thành phần gì trong đó để có thể cải thiện cái bệnh của mình. Rất là hay, bí quyết cực kỳ đơn giản. Đầu tiên là cần phải hiểu về y học dinh dưỡng mọi người này, thứ hai đấy là hiểu về sản phẩm và cơ chế sản phẩm của mình ấy, và thứ ba đấy là lan tỏa mạnh mẽ, chia sẻ kiến thức cho mọi người thôi, chứ không mục đích là bán hàng đúng không ạ. Và chợ Yên nói rồi, chúng ta làm wellness chúng ta không phải là bán hàng, mà chúng ta chỉ đơn giản là lan tỏa và chia sẻ những kiến thức về y học dinh dưỡng và cách chăm sóc sức khỏe chủ động cho những người xung quanh thôi, chứ không phải là chúng ta cố gắng bán hàng. Nên là cái việc của chúng ta thì cứ chia sẻ, cứ gieo hạt đúng không ạ. Đó, và khi mà chúng ta gieo, họ hiểu những cái kiến thức mà chúng ta chia sẻ, chúng ta phân tích nó có sự logic và hợp lý và có những cái độ tin cậy, thì chắc chắn là họ sẽ lắng nghe và họ sẽ thử cái giải pháp của mình đúng không ạ. Nên là hầu hết mọi người khi mà mọi người dùng những cái sản phẩm bên ngoài, mọi người đâu có biết là cái nguyên nhân bệnh mình là đâu đâu. Mọi người toàn là nghe người này giới thiệu là cái này dùng cho người bị bệnh này là tốt lắm này, thế bắt đầu cứ như thế là dùng đó. Nhưng bản thân chúng ta lại khác biệt, là chúng ta nói được về bệnh của họ, họ phân tích bệnh của họ nguyên nhân như thế nào và làm thế nào để có thể cải thiện tận gốc, thì họ cảm thấy rất là hợp lý, cứ thế họ tin thôi đó. Nhưng hôm qua bản thân Trang cũng áp dụng y chang cái cách đấy họ đó, giống như chị Nhung làm ấy, ba bước như thế: y học dinh dưỡng, xong cơ chế bệnh, cơ chế của sản phẩm Wellness tác động đến bệnh như thế nào và giải pháp cụ thể cho họ như thế nào. Thì hôm qua Trang cũng có tư vấn được một combo năm và tăng tảo cho một khách hàng đang bị ung thư gan đấy mọi người ạ. Có thời gian thì buổi sau Trang sẽ chia sẻ cái cách Trang đã tư vấn như thế nào nhé cả nhà. Hay quá, cảm ơn chị Nhung rất là nhiều. Cũng 6:41 rồi, cảm ơn chị Nhung đã dành thời gian để chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức rất là thực tế với hệ thống S21 của chúng ta. Rất hy vọng là chúng ta sẽ áp dụng được những kiến thức mà chị Nhung chia sẻ để có thể lan tỏa Wellness được nhiều người, đến nhiều người hơn xung quanh chúng ta, được không ạ? Em chúc chị Nhung sẽ ngày càng phát triển, sớm lên 21 và đạt được những mục tiêu của mình trong năm 2022 chị nhé. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ của mình. Rất mong muốn là tháng sau có thể là lên 21. Tuyệt vời quá, mạnh quá. Em chúc chị đạt được mục tiêu. Cảm ơn chị Nhung, cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian. Chúng ta cùng bật mic lên. Cảm ơn chị Nhung nhé cả nhà. Cảm ơn em Trang Hà cảm ơn các bảo trợ.